Cô chào các em học sinh khối 6 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ học trực tuyến bài số 16 để hoàn tất chương trình học kỳ 2 năm học 2020-2021 này nhé. Bài học này gồm sẽ có hai phần: Section A and Section B. Trước khi học phần Section A, các em sẽ bắt đầu học phần từ vựng và một số cấu trúc quan trọng của bài nhé. Section A: Animals and Plants. Vocabulary: Man, Environment, Animal, Plant, Little, Field, Produce, Grow, Buffalo, Loud, who, cut, cow. A lot of eggs.
under the right heading. Some. A few. A little. A lot. A. There are a lot of potatoes. B. There are some tomatoes. C. There are a few onions. D. There are a lot of vegetables. E. There is a little rice. F. There are some flowers. Section B, pollution. Polluter. Pollution. Destroy. Wind. Waiter. Burn. Coal. Oil. Gas. Power. Air. Trust. Land. Throw. Pick. Denizen. Keep up. Grass. Save. Paper. Collect. Leave. Trust can. Grammar. Section B, pollution. 1. Listen and read, then answer the questions. What are we doing to our environment? We are destroying the forests. We are destroying wild animals and plants. We are wasting too much water. We are burning too much coal, oil, and gas. We are wasting too much power. This is polluting the air with gases. We are producing too much trash. This is polluting the land, the rivers, and the oceans. Questions. A. Why are wild animals and plants in danger? B. What is polluting the air? C. Where does the pollution come from? D. What is polluting the land, the rivers, and the oceans?
trash in the street. B. Don't pick flowers. C. Don't damage trees. D. Don't throw trash in the country. Do. E. Keep off the grass. F. Save water. G. Collect paper. H. Collect bottles and cans. Now match the rules with these signs. Sau khi các em học xong bài này, thì các em học được về môi trường và cách bảo vệ môi trường. Cô chào tạm biệt các em. Cô chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui tươi bên gia đình nhé. Goodbye.